Alleluia. Một lần nữa tôi có lời chào hết thảy anh chị em ở trong gia đình thế hệ mới cũng như quý đầy tớ Chúa và hết thảy anh chị em xa gần đang dành thời giờ để thờ phượng Chúa chung với chúng tôi. Nguyện xin Chúa ban phước cho anh chị em trong ngày hôm nay, cái ngày mà Chúa biệt riêng ra để cho chúng ta cùng thờ phượng Ngài. Thưa anh chị em, vậy là chúng ta đã bước vào năm 2022 được 9 ngày rồi. Có gì mới không anh chị em? Có thể sẽ ai đó sẽ nói là nothing, là nọ có chi, hay là không thiếu gì, trừ thiếu nợ. Đừng ai nói vậy ha. Tôi và anh chị em đang tiến về tương lai, xuyên qua năm 2022 này, với tư cách là của một người mà có hướng dẫn viên đi cùng. Hay là anh chị em đang tự mò mẫm bước tới theo cái kiểu là hên xui may rủi. Anh chị em đang xuyên vào tương lai với cái tư cách là một người có người hướng dẫn, hay là anh chị em tự mò mẫm bước đi. Có thể anh chị em không theo hướng dẫn viên, nhưng anh chị em cũng không có phải là mò mẫm gì cả. Vì anh chị em chỉ đơn giản là lặp đi lặp lại cùng một cái công việc mà anh chị em vẫn làm từ trước đến giờ. Nếu đúng là như thế đó, thì anh chị em đang trôi vào tương lai. Anh chị em đang phó mặc cho ngoại cảnh quyết định rồi. Chứ đó không phải là bước đi vào tương lai xuyên qua năm 2022. Nếu là cái người mà thật lòng tin nhận Đức Giê-xu làm cứu Chúa đó, thì anh chị em đã nhận được cái quyền làm con Đức Chúa Trời. Tức là những cái người mà được sinh ra không bởi khí huyết, hoặc là bởi ước muốn xác thịt, hoặc là bởi ý người, mà bèn là bởi Đức Chúa Trời. Giống như là Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12-13 đã nói. Mà những ai mà là con Đức Chúa Trời đó, Thì nói như trong Roma chương 8 câu 14 là gì? Đều được Thánh Linh dẫn dắt. Đức Chúa Trời đã biệt phái Đức Thánh Linh đến thế gian để dẫn dắt hội thánh của Chúa, tức là dẫn dắt con dân Chúa. Chúa Thánh Linh thì đã đến rồi, Chúa đến để bày tỏ, để dẫn dắt chúng ta rồi đó. Nhưng mà chúng ta có chịu lắng nghe, có chịu bước theo cái sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh hay không mới là vấn đề. Bắt đầu từ tuần này, chúng ta sẽ trở lại với sách Công Vụ. Chúng ta đã tạm ngưng học cái sách Công Vụ từ Chủ nhật cuối cùng của tháng 4 năm 2021, tức là Chủ nhật ngày 25, với cái sứ điệp là người hùng cũng vấp, đề cập đến cái chuyện phân rẽ, đến cái chuyện chia tách của những anh em đồng đạo qua cái câu chuyện buồn của Phaolô và Barnaba ở trong Công Vụ chương 15 từ câu 36 cho đến câu số 41. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với 10 câu đầu của chương 16. Công Vụ các sứ đồ chương 16 từ câu 1 cho đến câu 10 tôi đọc và anh chị em có thể dò theo. Phaolô đến thành Đặc-bơ và Lystra. Tại đó có một môn đồ tên là Timôthê, con trai của một nữ tín hữu người Do Thái và cha là người Hy Lạp. Anh em ở Lystra và Iconi đều làm chứng tốt về Timôthê. Phaolô muốn đem Timôthê theo nên ông làm lễ cắt bì cho anh, vì những người Do Thái ở các nơi ấy đều biết cha anh là người Hy Lạp. Khi đi qua các thành, họ cũng dặn các tín hữu phải giữ các quy định của các sứ đồ và các trưởng lão ở Jerusalem đã lập ra. Vì thế các hội thánh được vững mạnh trong đức tin và số tín hữu cứ gia tăng mỗi ngày. Họ đi qua khắp miền Phrygi và Galati vì Đức Thánh Linh ngăn trở họ truyền đạo tại Asia. Khi đến gần Mysia, họ cố gắng vào xứ Bithyni nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu không cho phép. Nên họ đi ngang qua Mysia và xuống Troas. Ban đêm, Phaolô thấy một khải tượng. Có một người Macedonia đứng trước mặt mình mà nài xin rằng: xin ông qua Macedonia cứu giúp chúng tôi. Khi Phaolô thấy khải tượng đó, lập tức chúng tôi tìm cách qua Macedonia vì kết luận rằng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng tôi rao truyền tin lành ở đó. Có bốn điều liên quan đến sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh đối với người tin Chúa. Nếu tôi và anh chị em nhận thấy và làm theo đó, thì kết quả tất yếu sẽ là sự thành công. Thuận thiên tất thành là vậy. Cái điều thứ nhất, Đức Thánh Linh tể trị trong cái việc hướng dẫn chúng ta đến đúng người. Đức Thánh Linh tể trị trong cái việc hướng dẫn chúng ta là người của Chúa đó đến đúng người cần có. Câu số 1 và câu số 2 chúng ta xem lại. Phaolô đến thành Đặc-bơ và Lystra. Tại đó có một môn đồ tên là Timôthê, con trai của một nữ tín hữu người Do Thái và cha là người Hy Lạp. Anh em ở Lystra và Iconi đều làm chứng tốt về Timôthê. Đặc-bơ và Lystra là cái nơi đầy chuyện buồn đối với Phaolô.
Thành ra trở lại đặt bơ là chuyện lớn, đòi hỏi phải có cái lòng can đảm, phải có cái sự dũng cảm mới làm được. Còn Lystra là nơi mà Phaolô bị ném đá, bị lôi ra khỏi thành phố và ném vào đống rác như là đã chết rồi đó. Nếu tôi là Phaolô thì không chắc là tôi muốn quay lại Lystra. Nhưng mà anh em biết là tại Lystra, nơi mà Phaolô đã phải khổ sở kinh khiếp, và trong khi ông còn phải đau buồn về cái cuộc chia tay với Barnabas, thì Đức Chúa Trời đầy ân điển đã đem đến cho ông một thanh niên là Timôthê, người trở nên một người con trung thành đối với Phaolô về sau này. Điều gì sẽ xảy ra nếu Phaolô không trở lại Đạt Bơ và Lystra? Thì sẽ không có Timôthê, và hội thánh tại đó, khu vực đó sẽ không được phát triển. Cái số người được cứu thêm vào khu vực đó sẽ ít đi. Cái hành động vâng lời Chúa của một người khiến cho nhiều người được phước, đó là thành công. Anh chị em có muốn điều đó không? Mẹ của Timôthê là Eunice và bà ngoại là Louis, như trong Timôthê nhì chương 1 câu 5 cho chúng ta biết đó. Họ là những người phụ nữ Do Thái đã tin Chúa Giêsu Christ. Mặc dù cha của Timôthê là một người Hy Lạp không có tin Chúa, nhưng mà những người phụ nữ này đã dạy Kinh Thánh cho Timôthê từ khi cậu ấy còn là thơ ấu. Chúng ta đã học trong cái loạt bài mà thờ cuối cùng đó. À, trong Timôthê nhì chương 3 câu 15. Và trong cái chuyến truyền giáo đầu tiên ấy, thì Phaolô đến Lystra và những người phụ nữ này cũng như là cái cậu bé Timôthê đã được cứu. Trong chuyến viếng thăm lần thứ hai của Phaolô thì Timôthê, tức là lúc chuyến này đây, lúc này thì Timôthê đâu khoảng chừng 18 đôi mươi rồi, đã có được cái danh tiếng tốt trong vòng những cái tín hữu ở tại Lystra và Iconi. Tôi muốn nói thêm về cái chuyện này một chút xíu, đó là cái quan niệm mà con hư tại mẹ, cháu hư tại bà là hoàn toàn không đúng trong cái trường hợp của Timôthê. Và ngược lại, mà ngược lại là hoàn toàn nữa. Kể cả khi cha của Timôthê là người ngoại, nhưng mà cái điều này nó cũng không ảnh hưởng lớn, nó không ảnh gì. Tôi và anh em cần phải thấy này, cái việc mà Timôthê có bà ngoại và mẹ là cái người tin kính, nó tỏ cho tôi và anh em thấy là cái ảnh hưởng lớn lao của người mẹ, người bà lên con, lên cháu của mình. Đèn vào nó đã chuyển thành rác trong cái mang tiền về cho mẹ mà chúng ta thường đã mấy ngày nay người ta đã rất là hốt. Tiếng nói đầu tiên là do ai dạy, nét chữ đầu tiên là do tay ai cầm, rồi sai lầm đầu tiên là nhờ ai sửa, rồi vấp ngã đầu đời là được ai nâng, vân 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 vân. Cha của Timôthê là người ngoại, tại sao đi lấy người ngoại mình không biết, nhưng mà Ơn Ích có thể trở lại và nuôi dạy con mình trong đường tin kính. Kinh Thánh cho chúng ta thấy có hai việc mà một người nữ có thể làm, tức là một người phụ nữ, người vợ đó có thể làm. Một là xúi chồng mình phạm tội với Chúa, giống như trường hợp Eva, và trường hợp thứ hai là nuôi dạy con tin kính cho Đức Chúa Trời, là trường hợp của mẹ Timôthê ở đây. Anh chị em còn nhớ cái câu chuyện mà Ê-tiên bị ném đá đến chết trong chương 7 không, của sách Công Vụ không? Kinh Thánh thuật lại rằng là Phaolô lúc bây giờ là Sao-lơ đó, đã trực tiếp chứng kiến cái chuyện đó. Và tại Lystra này, chính Phaolô cũng đã bị người ta ném đá, tưởng đã chết. Ném đá là một cái hình thức tử hình như vậy, chứ không phải là cái ném đá như là bị người ta công kích cái thời bây giờ ở trên mạng đâu. Cũng như cái việc chứng kiến Ê-tiên bị ném đá đã gây ấn tượng không thể phai mờ đối với cái chàng thanh niên Phaolô, Sao-lơ, và về sau là trở thành sứ đồ Phaolô thế nào. Thì cái việc chứng kiến mà Phaolô bị ném đá tại Lystra đã gây cái ấn tượng sâu sắc với cái chàng trai trẻ Timôthê của một thế đó. Cái kết quả là cái chàng trai trẻ Timôthê đã quyết tâm theo Chúa Giêsu Christ, bất kể cái giá phải trả là thế nào. Do đó là giờ đây mình nhìn thấy cái sự cam kết, nhìn thấy cái sự kết ước của Timôthê. Phaolô đã mời Timôthê tham gia vào cái nhóm truyền giáo này, cái đội truyền giáo này. Đó là sự khởi đầu của một tình bạn trọn đời và làm thay đổi cuộc đời. Mà không chỉ Timôthê anh chị em, mà cả Luca cũng sớm gia nhập cái đội truyền giáo này. Ở trong cái câu 10, cái phần đầu tiên của cái là mà có sử dụng cái cụm từ là chúng ta đó, của sách Công Vụ là bắt đầu ở từ đây. Và nó kết thúc ở cuối chương 16 khi Luca dường như ở lại Philip để chăm coi sóc còi thánh mới ở tại đó. Thì các cái thành viên của đội truyền giáo vẫn tiếp tục. Nó tiếp tục một lần nữa câu 6 hoặc 7 năm sau đó, trong cái chương 20 câu 5.
Và đến cuối công vụ, Luca, cái người thầy thuốc được yêu mến, một người mà vốn thuộc dân ngoại đó, đã trở thành một nhân sự trung tín với Phaolô. Những cái mối quan hệ như thế này, tức là với Timôthê rồi với Luca, nó không hề tình cờ đâu. Chú biết rằng chúng ta cần anh em đồng đạo có cái tinh thần tốt để khuyến khích chúng ta và làm việc với chúng ta trong cái sự nghiệp của Đấng Christ. Chúng ta cần những tín đồ lớn tuổi hơn như là Barnaba đã từng với Phaolô. Rồi chúng ta cần những người cùng thời như là Sila và Luca. Và chúng ta cũng nên cầu xin Đức Chúa Trời ban cho một số tín hữu trẻ hơn như Timôthê để chúng ta có thể chia sẻ đức tin. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh dẫn anh chị em đến đúng người, để không chỉ là bạn của anh chị em mà còn là đồng nghiệp của anh chị em ở trong cái sự nghiệp của Đức Chúa Trời. Cái điều đầu tiên mà tôi và anh chị em cần phải nhận biết đó, đó là Đức Thánh Linh sẽ dẫn anh chị em đến đúng người nếu anh chị em đang sống cho Đức Chúa Trời. Cái điều thứ hai, Thánh Linh ban cho chúng ta cái sự khôn ngoan trong cái việc sử dụng những cái phương cách thích hợp cho từng nhóm đối tượng. Hẳn nhiên là cái phần kinh thánh này là nói về cái công việc truyền giáo của Phaolô, của người của Chúa. Nhưng mà tôi và anh chị em vẫn có thể áp dụng vào trong cái thực tiễn đời sống của mình, gia đình của mình, hội thánh và trong cái công ty, trong cái công ăn việc làm của anh chị em. Hãy để ý lắng nghe cái điều mà Chúa muốn cho anh chị em nhận biết. Hãy để ý những cái nguyên tắc mà Đức Thánh Linh sẽ hành động. Chúng ta xem câu số 3. Phaolô muốn đem Timôthê theo nên ông làm lễ cắt bì cho anh vì những người Do Thái ở các nơi ấy đều biết cha anh là người Hy Lạp. Nói cách nôm na là Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta, những người theo Ngài, những cái việc cụ thể là cần làm trong từng cái trường hợp cụ thể. Chúa không chỉ dẫn tôi và anh chị em đến với đúng người đâu, mà Chúa còn chỉ cho tôi và anh em những cái cách thức phù hợp cho từng nhóm đối tượng cụ thể. Phaolô làm phép cắt bì cho Timôthê vì những người Do Thái ở cái vùng đó biết rằng cha của Timôthê là người Hy Lạp. Tại sao Phaolô làm như vậy? Và nhiều người đã chỉ trích Phaolô vì đã vi phạm niềm tin của chính mình đối với cái việc tuân giữ luật lệ, nghi lễ của người Do Thái. Nhưng mà cái nguyên tắc, cái lý do mà Phaolô làm ở đây đó, đó là ông muốn trở nên mọi cách như mọi người nhằm mục đích là không để làm cớ vấp phạm cho người khác. Tức là không tạo cớ để cho người ta chống đối và ngăn trở. Tôi nói với anh em điều này, khi anh em sống theo lời Chúa, đừng có nghĩ rằng là sẽ không có ai chống đối anh chị. Khi anh em được Chúa ban phước, đừng bao giờ nghĩ rằng là Chúa sẽ không có sự chống đối hay là ngăn trở đối với anh chị. Phaolô hành động một cách nhất quán với cái niềm tin của chính mình, ngay cả khi cái điều đó khiến cho người ta chỉ trích, người ta hiểu lầm ông. Trong Galati chương 2 câu 3 đó, thì Phaolô nói rằng là tích một người dân ngoại thì không bắt buộc phải cắt bì. Vậy thì tại sao ở đây Phaolô lại cắt bì cho Timôthê mà không cắt bì cho tích? Với tích đó, là cái câu hỏi đặt ra là liệu một người có được xưng công chính nhờ ân điển bởi đức tin hay không? Liệu người đó có cần phải giữ luật Môi-se hay không? Còn cái bởi vì cái nếu mà tích mà chịu cách bì là sẽ làm tổn hại cho phúc âm. Trong cái trường hợp của Timôthê là cái người mà mang hai dòng máu đó, tức là người Do Thái và người Hy Lạp á, thì cái việc mà không cách bì thì có thể gây ra cái sự vấp phạm không cần thiết cho những người Do Thái không tin. Cho nên cái việc Phaolô mà thực hiện cái phép cách bì cho Timôthê đó là để Timôthê có thể dễ dàng đi vào các cái hội đường Do Thái, nơi mà Phaolô và Sila thường rao giảng. Vì vậy vấn đề là đối với người Do Thái thì trở nên người như người Do Thái để có thể chinh phục người Do Thái. Phaolô không có muốn bất cứ điều gì cản trở người Do Thái nghe và tin phúc âm. Tôi và anh chị em cần cầu xin Đức Thánh Linh ban cho mình cái sự khôn ngoan từ lời Chúa để mình biết cái nơi nào, mình biết cái chuyện gì mình phải kiên định niềm tin, và cái chỗ nào chúng ta cần phải từ bỏ, mình có thể hy sinh cái vì tình yêu. Nhưng mà tôi thấy là ngặt nổi đó, chúng ta thường có cái sự mâu thuẫn là cái chỗ mà cần phải nhượng bộ á, thì mình lại kiên định, và cái chỗ mà cần kiên định á, thì mình lại nhượng bộ. Cho nên tôi muốn nói với anh chị em là chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể ban cho chúng ta cái sự khôn ngoan chúng ta cần khi lớn lên á, để hiểu lời của Chúa.
Tôi và anh chị em cần phải biết cái điều nào là chính yếu và cái điều nào là thứ yếu. Trong mối quan hệ vợ chồng, trong cái sinh hoạt đời thường, trong cái giao tiếp làm ăn, anh chị em cần phải hiểu đâu là những cái nguyên tắc chính yếu, tức là nó liên quan tới cái nền tảng lời Chúa, nó liên quan tới tới đạo lý của Chúa là mình không thay đổi. Còn đâu là những cái nguyên tắc thứ yếu, là mình có thể win-win, mình có thể thỏa hiệp, mình có thể linh động, mình có thể uyển chuyển. Nhiều khi tôi và anh em hơn thua vì cái chuyện thứ yếu chứ không phải vì cái chuyện chính yếu. Các hội thánh ngày hôm nay phân rẽ không phải vì những cái giáo lý căn bản đó, mà là phân rẽ vì những cái tính lý, vì những cái sự khác biệt và trong cái phạm vi tính lý, chứ không phải là những cái giáo lý chính yếu đâu. Thánh không có đụng với nhau về cái giáo lý cứu rỗi, nhưng mà lại hơn thua với nhau về những cái chuyện nó không đâu ra đâu đó. Xin Chúa cho tôi và anh chị em hiểu ra được cái điều này nè. Khi có cái sự khác biệt, hãy để cho Đức Thánh Linh chỉ cho anh em cái cách áp dụng như thế nào cho phù hợp. Lát nữa chúng ta đi vào cái phần áp dụng, tôi muốn nói nhiều hơn. Cái điểm thứ ba mà chúng ta sẽ học, Thánh Linh khiến cho người của Chúa trở nên có cái khả năng để củng cố và làm vững mạnh cái lĩnh vực mà họ phụ trách. Câu 4 và câu 5. Khi đi qua các thành, họ cũng dặn các tín hữu phải giữ các quy định của các sứ đồ và trưởng lão Jerusalem đã lập ra. Vì thế các hội thánh được vững mạnh ở trong đức tin và số tín hữu cứ gia tăng mỗi ngày. Thoạt nghe là cứ như thể là các cái quy định là do con người, tức là những người lãnh đạo hội thánh tự lập ra. Nhưng thật ra là họ làm theo ý Đức Thánh Linh đó anh chứ. Trong chương 15 câu 28-29 chúng ta biết là cái quy định đó là gì? Vì Đức Thánh Linh và chúng tôi đã đồng ý rằng chẳng nên chấp thêm gánh nặng cho anh em ngoại trừ những điều cần yếu này: phải kiêng của cúng thần tượng, huyết thú vật chết ngạt và cho gian dâm. Anh em giữ mọi điều ấy là tốt. Cái lề luật mà các vị lãnh đạo tại Jerusalem lập ra nó không giống như những cái quy định hay là cái quyết định của các hệ phái hay tổng liên hay hội thánh ngày nay nha anh chị em. Do đó đừng có vì nó là cũng là chính là lời Chúa mà, là cái lời được thần cảm, có ích cho cái sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Thành ra đừng có mà ngộ nhận nha, đừng có tự nâng mình lên, nâng những cái quy định, những cái nghị quyết gì của hội thánh mình là ngang hàng với lời Chúa nha mấy anh mấy cha. Cái đội truyền giáo của Phao-lô đã đi khắp các cái vùng đó, họ công bố các cái quyết định của giáo hội nghị Jerusalem. Kết quả là gì? Các hội thánh được củng cố về đức tin và gia tăng cái số lượng hàng ngày. Các cái quyết định của cộng đồng Jerusalem, như chúng ta đã thấy, là nó khẳng định hai điều. Thứ nhất là nó khẳng định rằng cái sự cứu rỗi không bởi việc tuân giữ luật Môi-se, nhưng đúng hơn là nhờ ân điển và chỉ bởi đức tin nơi một mình Đấng Christ mà thôi. Và thứ hai đó là nó yêu cầu các cái tín đồ dân ngoại vì người Do Thái thì không được tham gia vào bốn cái điều đặc biệt gây vấp phạm cho người Do Thái là ăn của cúng thần tượng, huyết thú vật không cắt tiết, tức là mình bản dịch tiếng Việt dịch là chết ngộp á, và tà dâm, là cái điều mà thường được chấp nhận trong các cái trong cái văn hóa ngoại giao. Mục đích đằng sau của các quyết định đó là gì? Đó là thể hiện cái tình yêu thương và cái tránh cái cớ vấp phạm cho người Do Thái, để những người Do Thái hư mất á, họ có thể được cứu, và để cho những tín hữu gốc Do Thái đó sẽ không phân rẽ với những cái tín hữu mà gốc dân ngoại ở trong hội thánh. Quý vị mục sư và các truyền đạo trong hội thánh nên tìm cách củng cố hội thánh bằng cái cách là giúp cho nhiều người hiểu phúc âm một cách rõ ràng. Hãy giúp mỗi một thành viên trong hội thánh của quý vị là vui vẻ phục tùng lời Đức Chúa Trời và bày tỏ cái tình yêu đối với anh chị em đồng đạo khác, để không gây ra cái sự vấp phạm không đáng có. Khi đó đó, hội thánh của quý vị sẽ lớn mạnh và gia tăng về số lượng. Như vậy thì chúng ta nhận thấy Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta đến với những nhân sự phù hợp. Thứ hai, Đức Thánh Linh ban cho chúng ta cái sự khôn ngoan trong cái việc sử dụng những cái phân cách thích hợp, phù hợp cho từng nhóm đối tượng. Và Chúa khiến cho chúng ta có cái khả năng để củng cố và làm vững mạnh cái lĩnh vực mà mình phụ trách. Và cái cuối cùng, Đức Thánh Linh hướng dẫn cái người của Chúa đến với những cái cơ hội phát triển mới phù hợp. Đức Thánh Linh hướng dẫn người của Chúa đến với những cái cơ hội phát triển mới phù hợp. Từ câu 6 đến câu 10 tôi đọc lại và anh chị em dò theo. Họ đi qua khắp miền Phrygi và Galati vì Đức Thánh Linh ngăn trở họ truyền đạo tại Asia. Khi đến gần Mysia, họ cố gắng vào xứ Bithynia, nhưng
Thánh Linh của Đức Chúa Giêsu không cho phép, nên họ đi ngang qua Mysia và xuống Troas. Ban đêm Phaolô thấy một khải tượng, có một người Macedonia đứng trước mặt mình nài xin rằng: "Xin ông qua Macedonia cứu giúp chúng tôi." Khi Phaolô thấy khải tượng đó, lập tức chúng tôi tìm cách qua Macedonia vì kết luận rằng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng tôi rao truyền tin lành ở đó. Có một cái số điều nó liên quan tới cái sự dẫn dắt của Chúa ở tại đây. Thứ nhất, chúng ta để ý trong cái việc mà Chúa dẫn dắt Phaolô và cái đội truyền giáo của ông. Và tôi và anh em phải để ý điều này, bởi vì Chúa dẫn dắt chúng ta cũng cùng một nguyên tắc đó trong làm ăn buôn bán, trong cái sinh hoạt đời thường, hay là trong hướng dẫn hội thánh. Điều đầu tiên mà tôi và anh em để ý trong cái chỗ này, trong đó là trong cái chỗ mà Chúa dẫn mình đến những cái cơ hội phù hợp đó, những cái cơ hội phát triển mới phù hợp đó, thì thứ nhất là cái cơ hội nó chỉ đến với những ai đang làm việc thôi. Tức là Chúa chỉ dẫn những ai đang làm việc đến với những cái cơ hội phát triển mới, chứ Chúa không có dẫn những cái người mà không làm việc. Đôi khi người ta không phục vụ hay là không hầu việc Chúa đó, bởi vì họ cứ ngồi chờ đợi một cái lời kêu gọi đầy ấn tượng để bước vào chức vụ. Nhớ là cái lời kêu gọi này của người Macedonia là nó không đến với những người không làm gì cả. Nó đến với những người đang tích cực phục vụ Chúa. Cái lời kêu gọi này là nó bắt đầu là không nó không phải là cái lời kêu gọi để bắt đầu phục vụ Chúa hay là trở thành nhà truyền giáo, mà cái sự hướng dẫn của Chúa ở đây mình thấy rõ rồi. Đây là cái việc làm rõ cái hướng đi trong một cái chức vụ hiện có. Vì hầu hết anh chị em là đang có công ăn việc làm. Anh chị em cần biết rõ cái hướng đi cho cái công ty của mình, việc phát triển của gia đình mình, của hôn nhân mình trong cái năm mới. Tôi nói với anh chị em đó, nhiều người cứ chờ đợi Chúa hướng dẫn, nhưng mà cứ đứng yên một chỗ. Anh em hãy tưởng tượng xem, anh em ngồi trên một cái chiếc xe máy hay là ngồi trên chiếc xe hơi, anh em có thể quay cái vô lăng chiếc xe hơi của mình cả ngày. Nhưng mà nếu nó đang đậu, nó đang ở cái tình trạng là parking đó, nếu mà nó đang đứng yên, nó đậu một chỗ, nó không có chuyển động, thì anh em sẽ chẳng đi đến đâu hết, dù anh em có quay mấy vòng vô lăng. Anh chị em có thể ngồi lòng vòng rồi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin sự hướng dẫn trong cái vấn đề phục vụ, nhưng mà anh chị em sẽ không nhận được điều đó nếu anh chị em không có sẵn sàng, chưa có sẵn sàng để phục vụ Chúa. Cho nên tôi thách thức anh chị em, hãy bắt đầu làm một cái điều gì đó đi. Hãy bắt đầu tập tành tham gia phục vụ Chúa đi. Thì anh chị em sẽ nhận ra được cái sự định hướng của Chúa. Chúa sẽ ban cho anh em cái sự định hướng nếu đó là tới cái lúc cần thiết. Cơ hội chỉ đến với những ai đang làm việc. Thứ hai, đôi khi là Chúa dẫn chúng ta đến những cái cơ hội đúng đó, những cái cơ hội mới mà phù hợp á, cái cơ hội phát triển mới phù hợp á, bằng cái cách là ngăn chúng ta khỏi những cái cơ hội sai. Chúng ta xem câu 6 đến câu 8. Họ đi qua khắp miền Phi-ri-gi và Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh ngăn trở họ truyền đạo. Nguyên văn là Preach the Word tại Asia. Khi đến gần Mysia, họ cố gắng vào xứ Bithyni, nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Giêsu không cho phép, nên họ đi ngang qua Mysia và xuống Troas. Chúng ta thấy rằng đội của Phaolô bị Đức Thánh Linh cấm rao giảng tại Tiểu Á, tức là một cái tỉnh phía tây của Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Rồi sau đó là họ cố gắng đi về phía bắc đến Bithyni, tức là gần Biển Đen. Nhưng sao? Câu số 7 nói gì? Thánh Linh của Đức Chúa Giêsu không cho phép. Cái chuyện gì vậy? Chúa không muốn những người ở Tiểu Á hoặc là Bithyni nghe phúc âm sao? Có, đúng là về sau thì có. Về sau này thì có, nhưng mà lúc đó thì không. Tất cả những gì chúng ta biết về Đức Thánh Linh tể trị trên cái công việc của Ngài, đúng không? Đó là tất cả những gì mà chúng ta biết là Thánh Linh tể trị trên cái công việc của Ngài. Và cái lúc đó, Chúa đã ngăn những cái người trung tín này đi vào hai cái khu vực đó và hướng họ đến châu Âu. Chúa làm như vậy không phải vì người châu Âu xứng đáng hơn cái người Tiểu Á hay là cái người ở Bithyni. Bởi vì phúc âm không đến với mọi người dựa trên công đức của họ, chúng ta biết điều đó. Nhưng mà dựa trên ân điển tối thượng không thể đo lường của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không cho chúng ta biết là Đức Thánh Linh cấm, Đức Thánh Linh không cho phép cái đội truyền giáo của Phaolô tại những cái khu vực đó như thế nào. Bằng một cái giọng nói nghe được, bằng cái sự hiện thấy, bằng ngoại cảnh bất lợi hay là sức khỏe của thành viên nào đó trong đoàn không đảm bảo, không phù hợp với cái khí hậu vùng đó, chúng ta không biết. Xong có một điều mà mình biết là gì? Họ bị ngăn cản, họ bị ngăn trở.
Họ bị ngăn trở không phải vì làm cái việc gì sai nha. Ngược lại, họ đang làm việc đúng, họ đang làm việc tốt, loan báo phúc âm đến cùng thế giới mà, tức là họ đang thực hiện cái đại mạng lĩnh mà. Tuy nhiên họ bị ngăn trở vì vào cái thời điểm đó, đó thì cái hướng đó, cái khu vực đó là chưa thích hợp. Nói cách khác, cái công việc mà họ dự định làm là đúng, là tốt, nhưng mà tại cái khu vực đó, đó tại cái hướng đó, đó vào cái lúc bây giờ là chưa đúng thời điểm. Tại cái thời điểm đó, đó thì Chúa chưa hành động tại cái khu vực đó, tại cái hướng đó. Hay nói cách khác là, truyền giáo theo cái hướng đó, tại cái khu vực đó, vào cái thời điểm đó không phải là ý muốn của Chúa dành cho họ. Sẽ có nhiều lúc ở trong cuộc sống, sẽ có nhiều lúc ở trong việc phát triển hội thánh, Chúa dùng người này người nọ, chuyện này chuyện kia để ngăn cản, để cản trở chúng ta. Không phải vì chúng ta dự định cái điều mà tôi và anh em dự định làm, cái điều mà tôi và anh em toàn tính mua sắm, cái điều mà tôi và anh em toàn tính đầu tư là sai, mà ngăn cản là vì chưa đúng thời điểm. Vì không biết cái điều này cho nên nhiều người đâm ra hận mấy cái thằng phá đám, nhiều người đâm ra giận cái người bạn đời của mình là không có chịu đồng ý với mình để mua cái này, không có chịu đồng ý với mình để mà ký cái công trách này. Nhưng mà họ đâu biết rằng là có thể Chúa đang dùng cái người bạn đời để cản mình, để đem mình đến cái hiệp đồng đúng, để đem mình mua một cái điều gì đó đúng một cái thời điểm. Nhưng mà cũng sẽ có người thắc mắc à, làm sao phân biệt được đâu là cái sự ngăn trở đến từ Chúa để hướng mình đến đúng nơi, đúng chỗ, và đâu là cái sự ngăn trở từ Satan, ma quỷ mà chúng ta cần phải vượt qua. Sẽ không có một cái công thức hay là một cái câu trả lời chung cho những cái câu hỏi dạng này, làm sao để phân biệt. Nhưng mà nếu có đó thì là tôi nói là anh chị em, cái câu trả lời mà nếu gọi là chung á, hãy tiếp tục cầu nguyện và tiếp tục làm cái công việc mà Chúa gọi anh chị em làm. Nếu là sự cản trở đến từ Chúa đó, thì đang khi anh em tiếp tục cầu nguyện và làm cái công việc mà Chúa gọi anh chị em làm á, thì Chúa sẽ chỉ dẫn các nẻo của anh chị em, hay là Ngài sẽ mở cho anh em cái lối đi, giống như trong trường hợp của Phaolô. Câu số 9 nói gì? Ban đêm Phaolô thấy một khải tượng. Ông thấy khải tượng khi nào? Khi nào là ông tìm cách đi đây bị chặn, ông tìm cách qua chỗ khác bị chặn, cho ông không dừng lại. Có một người Macedonia đứng trước mặt mình nài xin rằng, xin ông qua Macedonia cứu giúp chúng tôi. Chúa đôi khi ngăn trở chúng ta để đem chúng ta vào đúng chỗ. Cho nên không phải cái chuyện ngăn trở hay là cản trở nào cũng đều là ma quỷ đâu. Nhiều khi Chúa hướng dẫn chúng ta bằng các cách là ngăn cản chúng ta ở một vài cái hướng nào đó. Xin Chúa cho anh chị em là những người lãnh đạo hội thánh, lãnh đạo gia đình, lãnh đạo các cái công ty xí nghiệp, hãy nhớ điều này. Sẽ có những cái lúc mà anh chị em không nhận được cái sự đồng thuận cao trong cái việc quyết định một cái gì đó của cái hội đồng quản trị của anh chị em hay gì đó chẳng hạn, hay là của người bạn đời của anh chị em. Hãy xem đó là một cái bước dừng cần thiết và dừng lại để nghe đâu là cái hướng mà Chúa muốn anh em thực hiện, đâu là cái thời điểm mà Chúa muốn anh em đầu tư. Tiếp theo, tôi và anh em cần phải nhớ là cái việc mà Chúa đem chúng ta đến với những cái cơ hội đúng đắn, tức là những cái cơ hội mà cơ hội mới để phát triển, là một cái tiến trình chứ không phải là một cái mặt khải tức thì của một cái bức tranh lớn nào. Câu số 9 là gì? Ban đêm Phaolô thấy một cái khải tượng. Có một cái người Macedonia đứng trước mặt mình này xin rằng, xin ông hãy qua Macedonia cứu giúp chúng tôi. Chúa không có bảo là qua đó rồi phát triển về châu Âu rồi sẽ ra như thế này thế kia. Không, Chúa chỉ mới có nói chuyện là đến đất Macedonia. Nhiều người ngày hôm nay rất là dễ phát biểu rằng mình là cứ nghĩ mình là Môi-se, mình là Phao-lô, mình là sứ đồ, tức là toàn những người tay to mặt bự ấy. Nhưng mà chúng ta không biết rằng là cái việc mà Chúa dẫn dắt là mình đi lên từng bậc. Cái lúc mà Phaolô nhận được cái giấc mơ đó thì ông mới nhận ra con đường của mình, tức là cái cánh cửa mở phía về hướng đó sau hai lần ngăn trở. Nếu mà tôi và anh em lúc đó mà hỏi ông thì chứ cái kế hoạch sắp tới của ông là gì, thì chắc chắn ông sẽ nói gì? Tôi thật sự chưa có ý tưởng gì đâu trời.
Anh chị em biết là cái đèn xe máy đó hay là xe hơi cũng vậy thôi, nó chỉ chiếu được một cái khoảng một nhất định thôi, một vài thước nào đó chẳng hạn, 5 thước chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà ban đêm có ai cắt cớ nó không, cái đèn có 1 thước thì tôi không có đi. Không có ai nói như vậy cả, đúng không? Ban đêm khi chúng ta chạy, chúng ta mở đèn pha lên thì cứ mình chạy tới đâu, phía trước là nó tối mù, nhưng mình chạy tới đâu thì đèn nó sẽ sáng ra tới đó. Thậm chí rồi nhìn lại phía sau là tối hù là trở lại. Cái sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, cái sự mặc khải của Đức Chúa Trời đó cũng giống như vậy. Shalom Production khởi đầu chỉ là dành cho cái việc gây dựng đức tin của các bạn từ đã tin Chúa mà từ Mã Lai trở về Việt Nam mà không có hội thánh gây dựng thôi. Chúng tôi tổ chức cái chương trình đó để bằng cách online như vậy, các em ở vùng sâu vùng xa có thể được gây dựng bởi đức tin, và khi các em làm chứng cho nhiều người tin Chúa, các em có thể gom nhóm lại và tham dự nhóm online. Cái điều mà chúng ta bây giờ năm nay, năm vừa rồi có thì chúng tôi đã thực hiện từ năm 2015. Cái sự dẫn dắt thiên thượng hay là cái sự mặc khải của Chúa nó cũng tương tự như vậy. Cứ từng bước, chúng ta thì muốn biết từ đầu đến cuối, nhưng Chúa thì lại muốn chúng ta học biết tin cậy Ngài từng chặng, thậm chí là ngắn hơn, từng bước. Không phải là Chúa không thể cho chúng ta biết từ đầu đến cuối. Nhưng mà liệu nếu Chúa cho tôi và anh em biết hết từ đầu đến cuối của cuộc đời mình, tôi và anh em còn dám theo Chúa không? Bởi vì trên cái hành trình đi theo Chúa là cái con đường hẹp đó, nó có nhiều lúc sóng gió hải hùng lắm. Cho nên cái việc mà Chúa đem tôi và anh em đến với những cơ hội mới để phát triển đó, dù là trong chức vụ, dù là trong gia đình hay là trong sự nghiệp đó, là nó một tiến trình đó. Cái điểm tiếp theo mà khi một khi mà đã chắc chắn đó là cái sự bày tỏ đến từ Chúa thì chúng ta hãy nhanh chóng mà vâng lời. Câu số 10 nói là khi Phaolô thấy cái khải tượng đó, lập tức chúng tôi tìm cách qua Macedonia vì kết luận rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng tôi rao truyền tin lành. Cái từ định ra trong bản dịch cũ hay là từ kết luận thì cho biết rằng cái nhóm truyền giáo đã thảo luận về cái ý nghĩa của cái khải tượng hay là của giấc mơ mà Phaolô đã thấy trước khi họ hành động. Ngay sau khi họ chắc chắn rằng là những gì mà Chúa đang nói thì họ lập tức gì? Tìm cách đến Macedonia. Họ không có thành lập một cái quỹ ban rồi cân nhắc trong nhiều tháng đâu. Họ đã tìm ra cái điều Chúa muốn và xuống bên cảng mua vé đi liền. Nói theo cái ngôn ngữ vậy. Anh xem biết là cái chương trình tiếp sức mùa dịch hay là vọng Giáng sinh hay là Merry Christmas hay là khúc giao thừa, khúc giao mùa mà Shalom Production với lại thế hệ mới tổ chức ấy. Từ lúc xuất hiện ý tưởng cho đến cái lúc mà ghi hình cái slot đầu tiên có khi trong vòng chỉ vài ngày thôi. Hầu hết các cái tiết mục mà vừa tập múa rồi vừa tập rồi ghi hình là đều gói gọn trong vòng một ngày, cả thiếu nhi lẫn người lớn. Cái lý do là dịch bệnh cho nên không có chỗ để tập, thuê chỗ thì đâu có thể để có nhiều tiền để thuê kinh phí nhiều lần để thuê nhiều lần. Cho nên vừa khi mà nhận biết được đó là ý muốn của Chúa, tôi và anh chị em cần phải làm là gì? Ngay vào luôn. Lý do mà chúng tôi có thể thực hiện được 1 tháng 12 và chúng tôi đã nhanh chạy trước cái thời gian để phòng ngừa là dịch nó có thể tái phát rồi vậy. Đức Chúa Trời ngày hôm nay có còn hướng dẫn qua khải tượng, qua những giấc mơ trong cái thời đại của chúng ta không? Câu trả lời 2 năm rõ 10 là yes. Chúa vẫn còn đang sử dụng cái phương cách này để bày tỏ ý muốn của Ngài. Nhưng mà có điều cần lưu ý là Chúa không bao giờ mâu thuẫn với chính Ngài. Hay cụ thể là gì? Chúa không bao giờ mâu thuẫn với lời thành văn của Chúa, tức là Kinh Thánh. Cho nên hãy cầu xin cái sự xác chứng của Chúa. Thì anh chị em sẽ biết được rằng là những cái giấc mơ, những cái sự hiện thấy của anh chị em đó, có phải đến từ Chúa hay không? Hay là những giấc mơ của anh chị em là chẳng qua là nhiều lo lắng cho nên nó ác sanh chim bao, giống như truyền đạo đoạn 5 câu 3 nói. Thật ra thì không có khó để mà nhận biết ý muốn của Chúa. Vì Chúa biết anh chị em ở cái tầm nào, Chúa sẽ dùng cái phương cách gì, cái ngôn ngữ gì thì anh chị em có thể nhận được, hiểu được. Cái điều mà tôi và anh em cần quan tâm đó là gì? Là cái thái độ vâng lời ngay và luôn.
Rất rất nhiều lần Chúa tỏ bài cho anh chị, nhưng mà nhiều khi chúng ta không vâng lời. Nếu mà cố chấp á, thì Phao-lô có thể đã tiến vào Tiểu Á hoặc là Bithyni để làm công việc Chúa, là cái công việc mà ngược lại ý muốn của Chúa. Nhưng cái vị sứ đồ này đã ngoan ngoãn vâng theo cái sự cảnh báo của Chúa, và ông chờ đợi cho đến khi Chúa Thánh Linh chỉ cho biết mình phải đi đâu. Và ngay lập tức sau đó ông cùng cái đồng đội của mình lên đường. Thế giới không còn giống như trước đó nữa. Thế giới bắt đầu thay đổi khi người của Chúa chuyển động theo ý muốn của Chúa, đúng cái thời điểm của Chúa. Nhiều người ngày hôm nay quá cầu toàn, thật ra là sợ thất bại, cho nên họ không bao giờ vâng lời Chúa. Anh chị em có nằm trong trường hợp đó không? Có nhiều người thắc mắc là sao tôi không nghe ai kêu hết đâu, mình có đang chuyển động đâu mà nghe, lòng mình có đang hướng về những người đó đâu mà nghe, mình đang đứng một chỗ cái tâm mình hướng về người khác thì làm sao mà mình nghe được. Nếu mà anh em nghe được là coi chừng nghe nhầm cái quân lừa đảo đó. Nếu cái tâm anh em mà hướng về Chúa, nếu cái lòng của anh chị em luôn hướng về Chúa, tức là anh em chú ý nơi Chúa, kiểu gì anh em cũng nghe được. Và nếu anh em đang ở trong cái tình trạng chuyển động, tức là đang làm việc á, thì cái chuyện mà Chúa dẫn dắt anh em không phải là vấn đề. Không có xe nào mà đang bẻ lái mà cứ đứng một chỗ đó. Đứng một chỗ không thể bẻ lái được, phải chạy vừa bẻ lái thì nó rất là nhẹ mà rất là dễ. Cái phần Kinh Thánh này thuật lại cho chúng ta một cái chức vụ thành công, không phải là một cái chức vụ của cá nhân Phao-lô đâu, một của cả một cái đội truyền giáo. Hãy hình dung cái đội hình thành công này bằng một cái hình ảnh của ngày hôm nay: một hội thánh, một gia đình, một cái công ty hay là một cái tổ chức xã hội. Những cái điều mà đã xảy ra với cái đội truyền giáo của Phao-lô có thể xảy ra với hội thánh của anh chị em, với gia đình của anh chị em, với công ty của anh chị em không? Câu trả lời là yes. Hội thánh thì không nói vậy, bởi vì hội thánh thì thuộc về Chúa. Còn gia đình và công ty của anh chị em, tôi nói với anh chị em điều này: nếu cái người đứng đầu của gia đình anh chị em, công ty của anh chị em là cái người tin kính Chúa, tức là cái người mà sẵn sàng bước theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, hẳn nhiên là cái người này phải là cái con của Đức Chúa Trời. Bởi vì cái người mà bước theo sự dẫn dắt, được Đức Thánh Linh dẫn dắt, phải là cái người mà con của Đức Chúa Trời, tức là người thật lòng tin thờ Chúa Giêsu. Nếu cái người đứng đầu gia đình của anh chị em, nếu cái người đứng đầu công ty của anh chị em là người tin kính Chúa, sẵn sàng bước theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, thì cái sự thành công của cái đội truyền giáo của Phao-lô trong 10 câu đầu của chương 16 này cũng sẽ được nhìn thấy nơi gia đình của anh chị em, cũng sẽ được nhìn thấy nơi công ty của anh chị em. Về nhân sự, về lãnh đạo tiềm năng, về cái địa bàn hoạt động được mở rộng, cái lượng khách hàng, đối tác gia tăng, và thêm những cái cánh cửa phát triển mới. Điều đó là chắc chắn. Nếu anh chị em chịu để cho Đức Thánh Linh dẫn dắt, thì Chúa sẽ dẫn anh chị em đến đúng người anh em cần. Không phải cần cho hiện tại không, mà còn cần cho tương lai. Chúa sẽ chỉ cho anh chị em những cái cách thức tiến hành cái công việc phù hợp với từng nhóm đối tượng khách hàng hay là từng nhóm đối tác, nhưng mà không hề mâu thuẫn với cái đạo đức Cơ Đốc hay là những cái lẽ đạo của Đấng Christ. Nếu anh chị em chịu để Đức Thánh Linh dẫn dắt, thì Chúa sẽ khiến cho anh chị em trở nên cái người mà có cái khả năng để củng cố và làm vững mạnh cái lĩnh vực mà anh chị em phụ trách, dù đó nó thuộc cái phạm vi gia đình hay là cái phạm vi xã hội. Và nếu anh chị em chịu để cho Đức Thánh Linh dẫn dắt, thì Chúa sẽ mở ra trước mắt anh chị em những cái cánh cửa mới cho cái chức phận mà anh chị em được giao phó. Nhớ rằng Chúa chọn tôi và anh chị em là để thành công chứ không phải để thất bại. Việc Đức Thánh Linh được ban cho chúng ta là để dẫn chúng ta đi từ thành công này đến thành công khác, bất kể cái môi trường, cái xã hội mà chúng ta đang sống có ra thế nào đi nữa. Thành ra hãy dành nhiều thời giờ để phát triển cái mối quan hệ cá nhân của anh chị em với Đức Thánh Linh, để anh chị em quen Ngài, để anh chị em biết Ngài, để anh chị em quen với cái tiếng phán của Ngài. Và quan trọng hơn hết là hãy cầu xin Chúa ban cho anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Chúa. Xin Chúa cho tôi và anh chị em nghe được cái điều mà Chúa muốn nói với mình trong những cái tuần lễ đầu tiên của năm mới này. Xin Chúa cho tôi và anh chị em nhìn thấy được
Cái bí quyết thành công ở trong cái đời sống, ở trong cái công việc của một người tin thờ Chúa, thuận thiên tất thành là cái bí quyết thành công. Nhận ý biết ý muốn của Chúa và làm theo, hay là thuận theo ý muốn của Chúa, thì chắc chắn hay tất yếu là sẽ thành công. Nguyện Chúa vui lòng vì cái sự tin cậy và cái sự vâng lời của anh chị em đối với chính Ngài. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Hallelujah. Hallelujah. Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con lại được nhắc nhở cái nguyên tắc căn bản trong cái hành trình theo Chúa, đó là nghe tiếng Chúa và làm theo. Chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài không chỉ ban cho chúng con lời của Ngài, nhưng Ngài còn ban cho chúng con cái vị hướng dẫn thiên thượng là Đức Thánh Linh để dẫn chúng con vào mọi lẽ thật, để dẫn chúng con theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Xin giúp đỡ chính mình con và hết thảy anh chị em con, mỗi một người học biết dành thời giờ phát triển cái mối quan hệ cá nhân với chính Chúa, để mỗi một ngày chúng con biết Chúa Thánh Linh rõ hơn, mật thiết hơn, để mỗi một ngày chúng con quen với tiếng phán của Chúa, để mỗi một ngày chúng con quen với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Và lạy Chúa, xin ban cho chúng con một cái tấm lòng mềm mại, một cái tấm lòng khiêm nhu, một cái tâm tình thuần phục như chính Thầy Chúa của chúng con là Đức Chúa Giêsu đã bày tỏ vậy. Nguyện trọn năm mới này, mỗi một người chúng con, những người nghe lời Chúa hôm nay, thật sự là những người làm vui lòng Chúa, tức là những người nghe tiếng phán của Chúa mà rung, nghe tiếng phán của Chúa mà nhanh nhẩu áp dụng vào trong thực tiễn đời sống của mình. Xin dùng chúng con, thưa Chúa, để dấy lên một thế hệ tin kính ở trên xứ sở này là những người nghe lời Chúa và sẵn sàng làm theo. Phải, xin dấy lên một thế hệ tin kính để chiếm lấy xứ sở này, chiếm lấy dân tộc này cho Đức Chúa Trời của chúng con. Ngõ hầu vương quốc của Chúa được lan tỏa ra khắp mọi nơi, được mở rộng ra khắp mọi nơi. Ngõ hầu vinh quang của Ngài bao phủ khắp đất như là Ngài đã phán hứa. Chúng con biết ơn Ngài. Chúng con trình dâng mỗi một chúng con trong ân sủng và sự thương xót của Chúa. Nguyện Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên mỗi một anh em chúng con và làm ơn trên chúng con. Nguyện đường lối Chúa được bày tỏ qua chúng con, và nguyện Chúa dùng chúng con để làm sự ngợi khen Chúa trên cả đất. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúa đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.